tìm về xóa đi những ngày vui. Còn mình tôi lang thang giữa dòng đời để coi lòng nghẹn ngào như mưa cuối đông. Tiếng tơ đồng gọi những đắng cay âm thầm. Thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày anh dương xua bóng đêm dài và những bóng tối lạc loài dần nhạt phai. Người không nên tham lời danh chút tiền tài, nhân tâm chia sẻ con người, hãy sống nhân ái vì đời cho người biết yêu thương anh Điền. Hôm nay em thấy anh có chuyện gì buồn á? Có chuyện gì hả anh? Em hỏi làm cái gì? Thì em muốn được chia sẻ với anh. Có những chuyện xảy ra mà anh đối với em không thể như trước được. Anh biết là em không có lỗi, nhưng trong lòng anh rất phẫn nộ. Sau này em đừng đến trước mặt anh nữa. Anh phẫn nộ ai? Sao anh lại trút hết sự phẫn nộ đó lên em chứ? Em chỉ biết như vậy là được. Em không hiểu sao lúc này em thấy anh Điền lạ lắm. Nói là em không có lỗi, nhưng mà hình như anh tránh mặt em á, cũng không đến nhà chơi. Hay là chuyện học hành của anh có vấn đề hả anh? Chuyện học hành thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi, vì nó là sinh viên ưu tú mà. Gần đây thằng Điền nó cũng muốn tránh mặt anh nữa. Hồi đó nó hay qua nhà giúp trò chuyện, mà bây giờ thì không qua luôn rồi. Em thì thấy má em cũng buồn lắm. Từ trước tới giờ má em hay trầm tư, nhưng gần đây hình như có chuyện gì đó. Em hỏi má em thì má em không có trả lời gì hết. Hay là tại chuyện của thằng Nam? Không phải đâu, chuyện đó thì đã qua lâu rồi. Má em cũng đã nguôi ngoai. Mà giờ tới chuyện gì nữa đây ta? Trước đây thì em không hiểu câu chuyện của gia đình em, cho nên em trách má em là không có thương em. Khi mà em hiểu câu chuyện đó rồi bây giờ em thương má em nhiều lắm. Mà má em mà mỗi lần tiếp xúc với anh Điền em thấy trong ánh mắt của má em vui lắm. Chẳng lẽ vì anh Điền tránh mặt cho nên má em buồn hả? Ngoài em với Dượng ra thì má em cũng đâu khi nào trò chuyện với ai. Má anh với bà ngoại thì không thể nào rồi. Nên mỗi lần má em gặp Điền cảm thấy vui cũng là chuyện hợp lý. Không lẽ má em không nhìn mặt ngoại và dì hai cho đến lúc chết hả? Cũng không thể nào trách dì Út được. Gì? À, con tới chơi hả? Dạ. Con ngồi đi. Dì Út có sao không? Dì không khỏe hả? Bây giờ dì không biết như thế nào là khỏe nữa cháu. Hình như khỏe và đau đối với dì cũng giống nhau thôi. Hình như cây đàn này có một kỷ niệm gì đó với dì phải không? Phải. Cây đàn đó gợi nhớ đến người chồng cũ của dì. Người đó đã tưởng rằng dì đã chết hơn 20 năm trước. Đã từng đó năm mà trong lòng vẫn không bao giờ nguôi ngoai được cái chết của dì.
Bây giờ thì người đó đã chết rồi, đã đến một thế giới khác để tìm gì? Dì à, dì nói cái chết của dì là sao? Mỗi lần con về quê, con ra khu mộ thắp nhang cho ông bà. Con có bao giờ thắp nhang trước mộ? Có một người tên là Phan Thúy Quỳnh chưa? Chưa một lần đúng không con? Đó là ngôi mộ của dì đó. Dì đã bị chôn sống dưới ngôi mộ đó hơn 20 năm trước. Dì à, bây giờ tôi cũng đã hiểu tại sao bữa giờ mày tránh mặt tao và những người trong gia đình của tao. Mày có thể oán hận bất kỳ ai, nhưng đối với dì Út là không thể. Dì Quỳnh không thể nào kết tội mẹ mình được, không thể nào thanh minh được. Chính vì vậy á, dì Quỳnh rất là đau khổ, mày biết không? Người dựng lên màn kịch này chính là bà ngoại của tao và má của tao. Dì muốn chia rẽ ba của mày với dì Quỳnh. Lúc đó dì Quỳnh đang sinh con bệnh viện á, đâu có biết là bà ngoại tao với má tao chính tay hại dì Quỳnh đâu. Sau cái đám tang kết thúc thật hoàn hảo, bà ngoại tao á thuê người bắt cóc đứa con trên tay của dì tao. Một đứa con mang dòng máu trôi sông lạc chợ. Bà ngoại tôi ghét cay ghét đắng nó vì nó làm hỏng cuộc đời của dì Quỳnh, rồi tiếp tục thuê người đem dứt bỏ nó. Nói với dì tao á là con trai mình đã chết, mà dì Quỳnh đâu tin gì đâu, vẫn tiếp tục sống tìm con trai của mình mà không muốn nhờ vả vào gia đình. Lòng đầy oán hận nên dì Quỳnh á đã đồng ý lấy Dương Hoàng để tiếp tục tìm con trai của mình. Từ khi mày tiếp xúc với nhà tao á thì ít nhiều gì mày cũng hiểu được đúng không? Dì Quỳnh rất là đáng thương, không có giống như mày nghĩ đâu. Mày đừng có tránh mặt dì Quỳnh nữa. Tại sao lại có người độc ác như vậy? Độc ác với cả con gái của mình. Nghèo lại có tội hay sao? Nghèo thì không được quyền hạnh phúc hay sao? Chỉ vì là kẻ trôi sông lạc chợ cho nên những người quyền quý có quyền chà đạp đó à? Cậu về đi. Bây giờ mình không muốn thấy bất cứ ai trong gia đình của cậu, kể cả cậu nữa. Cậu về đi. Điền, đi về đi. Điền à, Đạt, con đi đâu về vậy? Con sao vậy? Đạt, con sao vậy? Sao má đi làm vậy? Sao má không ngăn bà ngoại lại mà má còn tiếp tay với bà ngoại làm cái chuyện ác đó? Tại sao gia đình mình như vậy mà không dám ngẩng cao đầu để nhìn lại một kẻ trôi sông lạc chợ hả má? Con nói kẻ trôi sông lạc chợ nào vậy? Má quên rồi hả? Con nghĩ má phải nhớ chứ. Chôn sống vợ hả? Giết chết con người ta. Tội lỗi tày trời như vậy mà má có thể quên được hả? Con biết hết tất cả rồi hả Đạt? Đâu có việc xấu gì mà giấu được lâu má. Nhưng mà bây giờ người đó ở đâu vậy? Má muốn gặp người đó đó con. Người ta không còn sống đi cho má xin tha thứ đâu. Vì cái chuyện này á mà dì Út đã đau khổ một lần nữa. Má với bà ngoại đã hả dạ chưa? Má có nỗi khổ của má con à. Có những chuyện mà ngày trước đó
Má không thể nào mà không nghe lời bà ngoại được. Nhưng mà cái chuyện mà dứt bỏ đứa trẻ đó thì má hoàn toàn không hề biết con. Nếu mà má cứ biện minh cho hành động của má thì má không bao giờ biết má sai. Con nói chuyện với má ở đâu? Má không hề biện minh cho hành động của mình con à. Má biết là mình có tội. Má có tội với dì út của con, có tội với người đàn ông đó, có tội với đứa cháu ruột mà mình đã dứt bỏ đi. Con có biết 20 năm qua không có lúc nào mà lòng má được thanh thản hay không vậy? Má biết bây giờ cho cả suốt cuộc đời dẫu có thành tâm sám hối đi chăng nữa cũng không có trả được hết tội lỗi của mình nữa. Chào cô. Chào con. Con xin lỗi cô vì đã nặng lời với cô. Mong cô tha lỗi cho con. Con ngồi đi. Con không có lỗi gì hết. Trong hoàn cảnh đó, vì thương ba nên con mới làm như vậy thôi. Cô hiểu con mà. Điền à, cô cảm ơn con nhiều lắm. Sao cô lại cảm ơn con? Cô cảm ơn con đã nghĩ đến một bà Quỳnh dưới nấm mồ đó mà dậy thắp nhang lên đó. Bà Quỳnh dưới nấm mồ kia mà còn hạnh phúc hơn bà Quỳnh trước mặt con đây. Giá mà cô cũng nhận được một phần tình cảm mà con đã dành cho người dưới mộ. Con xin lỗi cô. Từ khi chị em con lớn lên, ba con đã kể cho chị em con nghe về người mẹ mà ba con đã hết mực yêu thương. Dù không biết mẹ mình là ai, nhưng chị em con vẫn luôn yêu thương và quý trọng. Bởi vì đó là người phụ nữ mà ba con đã yêu thương đến suốt cuộc đời. Cô Quỳnh ngồi trước mặt con đây là người con rất là quý trọng. Nhưng tình cảm đó không phải là tình cảm dành cho người dưới mồ. Chị em con không biết người sinh ra mình là ai, nhưng thật là hạnh phúc vì đã có người cho chị em con được gọi là mẹ. Con xin cô hãy để cho chị em con được giữ trong lòng những hình ảnh thiêng liêng đó. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dù không biết là lời cảm ơn đó với tư cách nào mới phải. Con uống nước đi. Dạ. Lành. Anh Biển tới chơi hả? Ừ. Anh em mồi qua để làm bạn rượu với em nè. Sao? Không ra thấy ghiền chưa? Em có uống được nhiêu đâu mà ghiền. Ừ? Ủa? Sao còn nguyên si vậy? Bộ hôm ra em không uống gì hết trơn hả? Ừ, đắng quá à, em uống không nổi. Trời đất ơi, thuốc đắng thì mới giải bệnh chứ. Thôi được rồi, anh có cách để cho em uống mà không bị đắng. Cách gì anh? Bí mật, bữa nay không nói được. Lúc nãy anh nói anh đem mồi gì qua nhậu á. Cái gì vậy anh? Trứng vịt trời. Trứng vịt trời? Sao anh có được? Hồi chiều nay á, anh đi phát cỏ thì thấy con vịt á bay lên từ lùm năng. Anh nghi nghi tới
thì thấy nguyên một ổ trứng luôn. Cho nên á, anh đem về luộc cho em ăn á. Em ăn đi, còn nóng á. Nè, anh ăn chung với em đi. Thôi, nhường cho em á. Thôi, anh ăn chung với em đi, chứ nhiều quá sao em ăn hết. Em phải ăn nhiều nhiều vô. Anh nghe nói ăn trứng vịt trời á, tốt cho xương khớp lắm á. Anh nói xạo thì có. Có bao giờ em nghe người ta nói ăn trứng vịt trời thì tốt cho xương khớp bao giờ đâu. Thiệt, thiệt á. Em ăn đi. Chị. Em mới từ Sài Gòn lên hả? Dạ. Lên đây chơi hay có chuyện gì không? Dạ có. Còn có một chuyện rất quan trọng em muốn hỏi chị á. Vậy thôi, vô nhà ngồi uống nước nha em. Dạ. Nè, em dạ, uống. Cảm ơn chị. Chị nè. Yêu là như thế nào hả chị? Luôn nghĩ về người đó. Xa thì muốn gặp mặt, gặp rồi á thì không muốn chia tay. Như vậy có phải là yêu không chị? Cái cảm giác yêu khi mà em yêu một ai đó, khi mà người đó chịu một nỗi đau, em cũng cảm nhận được mình cũng có nỗi đau giống như vậy. Và khi người mình yêu thích cái gì thì mình sẵn sàng nhường cái đó cho người mình yêu. Cũng giống như là mình cũng thích cái đó. Anh Điền nói á, là ảnh có một vết thương ở đây nè chị, đau lắm luôn á. Em muốn mình chữa lành vết thương cho ảnh á. Điền nói sao? Anh không có nói gì hết á. Nhưng mà chị ơi, anh Điền thích cái gì hả chị? Sao em không tự tìm hiểu? Chị không nói thì thôi, em sẽ tự tìm hiểu mà. Chị ơi, em có mua mấy bịch hạt nêm cho chị nè. Đây là bí quyết của mấy bà nội trợ đó. Chị người làm của em á, hay nấu bằng cái này nè. Chị nấu thử coi có ngon không. Cảm ơn em. Hả? Gì mày? Tôi muốn gặp cậu một chút. Mày ra quán trước đi, tao về nhà xong tao ra liền. Mình xin lỗi bạn về chuyện hôm trước nha. Có gì đâu, mày có lý do để giận tao mà. Lẽ ra thì mình cũng nên trút giận lên đầu của bạn. Nếu tao không phải là con của má tao thì mày sẽ không làm vậy đúng không? Cho nên mày đừng có bận tâm quá. Vậy thì bây giờ trở đi, tao với mày vẫn là bạn tốt chứ? Ừ, tất nhiên rồi. Dạ hai anh dùng nước ạ. Đi đâu đây? À, em tới đưa cho anh cái này nè. Gì nữa vậy? Thì anh cứ mở ra coi đi. Chị Lành gửi cho anh đó. Cái gì? Chị Lành gửi cho anh? Bằng cách nào? Em trực tiếp mang từ nhà anh lên đây, chứ bằng cách nào? Cái gì? Em về nhà anh hả? Em có một chuyện muốn hỏi chị Lành nên về. Chuyện gì? Thì
Em muốn hỏi chị Lành á, em có thể làm em dâu của chị được không? Sao em ăn nói tùy tiện vậy? Sao gọi là tùy tiện? Em yêu anh, mà chị Lành là chị của anh. Em hỏi ý kiến chị có nghĩa là em đã tôn trọng chị lắm rồi đó. Rồi chị Lành nói sao? Chị nói là nhờ em á chữa vết thương lòng cho anh. Chị nói thật vậy sao? Dạ. Ủa, Lành đi đâu vậy? Anh Biển ơi, anh Biển ơi, Lành tới nè. Đáo, gọi anh chi vậy? Thì để anh gặp mặt Lành chút cho đỡ nhớ chứ chi. Nói bậy không à? Lần này á là Đào nói đúng chứ không nói bậy đâu nghe. Mà Lành qua nói với Đào á là ngày mốt Lành cắt lúa nè, Đào qua phụ được không? Sẵn sàng, nhưng không chỉ có mình Đào đâu rồi nha, mà có cả anh Biển nữa đó. Thôi, một mình Đào là được rồi. Nhưng anh muốn phụ Lành thì sao? Lành không cản được ảnh đâu. Đào này. Lành. Em đi đâu mà trễ vậy? Dạ, em qua kêu Đào phụ cắt lúa cho em. Ủa chừng nào? Ngày mốt đó anh. Ngày mốt hả? Ngày mốt anh cũng rảnh. Anh qua phụ cắt lúa với em nghe. Thấy chưa, Đào nói mà, có sai đâu. Vậy thôi em về. Nè, nãy em nói gì mà Lành bỏ gì liền vậy? Em có nói gì đâu, thì em nói là Lành á không có ngăn cản được sự quyết tâm một khi á anh đã muốn phụ giúp cho Lành đâu. Trời ơi, sao tự nhiên em nói vậy? Em nói đúng mà. Con nhỏ này thiệt. Em về rồi đó hả? Dạ. Chị mới đi làm về hả? Chị mới đi cắt lúa trả công cho chị ba con cô Sáu. Lúa nhà mình cắt rồi hả chị? Ừ, cắt rồi hai bữa trước. Anh Biển hứa là sẽ qua đập lúa giùm. Em đã hứa với chị là em sẽ về gặt lúa phụ chị mà. Chị nhờ anh Biển làm gì? Chị có biết em về ngày nào đâu. Lành ơi, Lành. Lành ơi. Anh Biển. Ừ. Anh vác cái bồ ra ruộng rồi. Vác sẵn ngày mai ra làm sớm. Anh qua để hỏi em coi em chuẩn bị bao đựng lúa chưa? Em chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Em chuẩn bị nhiều nhiều nha. Anh thấy lúa năm nay có vẻ nặng hạt lắm á. Thôi anh về ha. Hồi tối hôm qua anh tính nói cho em cái bí mật á mà hôm bữa anh nói á. Mà thôi đi, để bữa nào nói ha. Anh về nghe. Dạ. Ngày mai con đi đập lúa cho con Lành hả? Dạ. Rồi con với con Lành sao rồi? Sao là sao hả gì? Thằng còn làm bộ nữa bây. Ý gì hỏi là con với con Lành á tiến triển tới đâu rồi để tao biết tao tính. Vẫn chưa có gì chắc chắn hết gì ơi. Mà gì cũng đừng tính như lần trước, chết cô luôn gì ơi. Trời ơi, con sợ Lành giận con lắm. Anh này, em đã chỉ cho anh một chiêu rồi mà anh còn nói vậy nữa. Mày chỉ cho nó gì vậy? Có tuyệt chiêu không? Má không biết đâu, giận á thì năn nỉ. Má thấy tuyệt chiêu không? Tưởng gì, đó kêu là hạ sách chứ tuyệt chiêu gì. Lắng nhất nè. Má này không biết gì hết trơn. Thôi thôi em ăn đi em ơi. Em toàn nữa, chú dạy anh không. Anh Biển à,
Ngày mai... Em nói gì em nói đi. Mà thôi. Hồi chiều á, anh nói anh đem cái gì đặc biệt qua cho em vậy? Em đưa tay ra đi. Chi vậy? Tôi đưa tay ra đi. Có cần phải nhắm mắt không? Không cần. Trời đất ơi, kẹo dừa. Đây là cái đặc biệt mà hôm rồi anh nói với em đó hả? Bọn anh tưởng anh đem cho em cái gì to tát lắm mà. Tuy nó chỉ là cục kẹo dừa thôi, nhưng mà nó rất cần thiết cho em á. Mỗi khi em uống thuốc, trên tay em chỉ cần cầm sẵn cục kẹo dừa, rồi em cho cục kẹo dừa ngọt liệm vô miệng là anh đắng liền à. Nhưng mà sao có ba cục vậy? Em uống được mấy ngày? Anh tính rồi. Một ngày á, em uống 3 lần thì chỉ cần 3 cục thôi. Hết anh đem qua cho em nữa. Vậy anh mới có lý do để qua đây chứ. Đã qua một nửa thời gian rồi. Anh mong sao thời gian qua thật nhanh. Thời gian gì anh? Thì thời hạn 6 tháng. Em không nhớ hay sao? Thực tình anh vừa mừng vừa lo, vì nếu người con trai ở xa nào đó của em là giả thì đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của anh. Còn nếu như ngược lại thì anh mong sao ngày đó đừng có đến với anh. Bởi vì dù sao anh cũng còn một chút hy vọng. Anh Biển à, em cứ cho rằng anh ích kỷ cũng được, nhưng đó là những lời rất thật trong lòng anh. Anh Biển à, trong lòng em bây giờ giống như đang có bão vậy đó. Hạnh phúc cũng có, nhưng cũng khổ sở lắm. Em cũng không biết phải nói sao cho anh hiểu nữa. Sao là phải khổ sở? Người yêu của em không còn yêu em nữa hay sao? Không phải. Vậy thì tại sao? Tại sao yêu nhau là phải đau khổ chứ? Sao giờ điều nó giống nhau quá vậy? Điền ơi, Điền ơi, Điền, Điền à. Nhân tâm ơi người ơi,
bỏ rơi tôi bơ vơ giữa cuộc đời, sống âm thầm miệt mài cũng năm tháng qua, kiếp không nhà lạc loài cô đơn xót xa, mưa tìm về xóa đi những ngày vui, còn mình tôi lang thang giữa dòng đời, để coi lòng nghẹn ngào như mưa cuối đông, tiếng tơ đồng gọi những đắng cay âm thầm. Thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày ánh dương xua bóng đêm dài và những bóng tối lạc. Có người muốn chữa lành vết thương này cho em, nhưng mỗi khi người ấy chạm vào là em càng cảm thấy đau đớn. Chị hãy chữa lành vết thương ấy cho em nha. Chị không làm điều đó cho em được. Tại sao? Vì chị là chị của em. Nhưng chúng ta không cùng cha mẹ sinh ra mà. Nhưng chúng ta cùng gọi một người là ba, cùng sống chung trong một mái nhà suốt hơn 20 năm trời. Như vậy không gọi là chị thì gọi bằng gì chứ? Nếu tình yêu không thể vượt qua được dòng đạo lý thì suốt cuộc đời này em sẽ mãi mang trong lòng mình một vết thương mà không ai có thể chữa lành được. Chị, ở lại đây với em nha. Em lạnh lắm. Chị nằm ở đây với em nha. Chỉ một chút thôi. Đã từ lâu rồi em muốn nói với chị. Ở bên cạnh chị em rất là ấm áp. Em ngủ nha chị. Chỉ một chút thôi.
Em ở Sài Gòn mà bàn tay của em chai sạn như vậy sao? Em vất vả lắm hả? Yêu chị. Như vậy là không được sao bác? Bà hãy đánh con đi. Rồi ba sẽ cho phép con nha ba. Nha ba. Xong chưa vậy Điền? Dạ xong rồi chị. Xong rồi á thì vô tắm đi, rồi em ra ăn cơm. Dạ. Em cảm ơn chị. Anh Biển. Ủa sao vậy? Dạ, tại tối hôm qua trăng sáng quá nên Điền nó đập lúa xong hết rồi. Em định chạy qua nói với anh là đừng có đi, nhưng mà chưa kịp thì anh tới. Bà Điền về hồi nào? Dạ hôm qua. Sao không để sáng anh em mình làm luôn? Làm gì ban đêm vậy? Dạ, tối qua trăng sáng quá, em làm luôn cho nó mát. Rồi, như coi như bữa nay anh thất nghiệp rồi. Thôi anh về nghe. Ha. Ủa, cô đi đâu vậy cô? Cô đi công chuyện, chiều cô mới về. Nếu mà chú có hỏi, nhớ nói vậy nghe không? Dạ. Ba. Chào ba buổi sáng. Ừ. Lên mời bà ngoại xuống ăn cơm. Dạ. Thôi, để má kêu cho. Dạ. Chuyện học hành của con ra sao rồi? Dạ. Năm nay con sẽ quyết tâm học để lấy bằng tốt nghiệp, ba cứ yên tâm. Muốn lấy lại niềm tin ở ba á thì phải lấy được bằng cử nhân về đây. Còn bây giờ ba chưa tin đâu. Dạ, con hứa với ba. Má. Má làm sao vậy? Má thấy trong người không có được khỏe hả? Ba thấy trong người khó chịu quá. Má ráng về ăn miếng cháo rồi đi bệnh viện nha. Một chút thôi, không có sao đâu. Đi bệnh viện làm gì? Má đừng có coi thường. Lớn tuổi rồi, bệnh thì phải đi khám, đi chữa trị kịp thời. Nếu không thì trở tay không kịp đó. Má cũng đâu có còn muốn sống nữa đâu. Máu mủ ruột thịt của mình thì không hy vọng gì tìm gặp lại. Còn cái người mà mình muốn xin người ta tha thứ thì người ta cũng không còn nữa. Bây giờ chỉ có chết đi
mới mong gặp lại để mà tạ tội. Ma, ma đừng có như vậy nữa mà. Bao nhiêu năm nay ma đã thành tâm sám hối rồi, con nghĩ là trời Phật cũng sẽ chứng minh cho lòng thành của má mà. Nếu trời Phật chứng thì tại sao má không gặp được cháu của má? Ma, làm sao mà mọi việc như theo ý của mình được? Mà con nghĩ ở một nơi nào đó cháu của mình nó vẫn sống, vẫn lớn lên, được ăn học đàng hoàng, như vậy là cũng tốt lắm rồi má. Con đừng an ủi má, luật nhân quả công bằng lắm con ạ. Phải chi má biết điều này sớm hơn. Chào con. Dạ cháu chào cô. Cô mới lên. Ừ, cô mời cô ngồi. Cảm ơn con. Dạ con mời cô uống nước. Cảm ơn con. Con không phiền vì cô lên đây chứ? Dạ không đâu cô. Con đã nghe Điền kể về cô rồi. Con xin lỗi vì đã nghĩ sai về cô. Không có sao đâu con. Hai con hiểu cô thì cô cảm ơn nhiều lắm rồi. Con đang làm gì đó? Dạ con đang đơm nút lại cho Điền. Điền nó là sinh viên vậy chứ mỗi lần mà nó về đây giống như nông dân vậy đó, làm đủ thứ chuyện hết. Điền có ở nhà không con? Dạ có, mà Điền đi câu cá rồi, chắc là cũng sắp về rồi đó. Nhìn chiếc áo này cô nhớ lại ngày xưa. Hồi đó cô với ba con nghèo lắm, có một chiếc áo mà giá đến 5-7 miếng, vậy mà cứ mặc hoài à. Cứ rách chỗ nào thì giá chỗ đó. Vậy đó, một cái áo mà tới 5-7 màu. Cô nói nhìn anh mặc cái áo này giống như là hát tuồng vậy. Vậy mà cũng không chịu bỏ đi. Điền, cô mới lên chơi nè em. Cô chào cô. Chào con. Cá Điền câu đó cô. Cô ăn coi ngon không? Ngon lắm. Cá của Điền câu ngon lắm. Mà lành kho cá cũng ngon nữa. Dạ. Hơn 20 năm rồi cô mới ăn lại được mẻ cá kho quẹt ngon như vậy nè. Hồi đó ba con thích ăn cá kho quẹt lắm. Phải kho thiệt là cay, thiệt là mặn. Với lại ba con thích ăn đầu cá nhất. Con cá nó xương không mà, có chút xíu. Vậy đó mà kêu cô làm tới 2 món. Đáng lẽ cái đầu người ta nấu canh cho ngọt nước. Ba con là biểu cô kho quẹt. Kho mặn đến nỗi có cái đầu thôi mà ăn cả ngày cơm lận đó. Vậy mà ba con ăn ngon lành. Nói vậy thôi chứ nhà nghèo mà ba con hà tiện vậy đó. Con cũng nói với Điền như vậy đó cô. Mà Điền nói với con là cái đầu cá kho quẹt là ngon nhất. Cho nên mỗi lần kho cá là con lại kho cái đầu cho Điền. Điền cũng thích ăn đầu cá kho quẹt nữa hả con? Không phải hà tiện mà ba con nói vậy đâu. Đầu cá ngon thiệt mà cô. Vậy thì con ăn nhiều vô nha. Nè. Con cảm ơn.